sau nhiều ngày tìm hiểu đủ các thể loại thì đây có lẽ là dòng mà mình cảm thấy có đầy đủ chức năng để trông em bé mà giá lại vừa túi tiền nhất. Đầu tiên là độ phân giải lên đến 1080 pixel và khả năng quét 360 độ, đây là đặt ở bất cứ góc nào trong phòng cũng có thể nhìn được toàn cảnh. Thứ hai là cảm ứng hồng ngoại, nhìn rõ cả ban đêm, cùng tính năng nhận diện chuyển động, nhận diện tiếng khóc của bé và gửi thông báo ngay về app trên điện thoại. App này có thể cài đặt trên nhiều điện thoại cùng lúc để cả bố và mẹ đều có thể theo dõi con và xem lại được qua thẻ nhớ hoặc cloud. Bên cạnh đó thì điểm mà mình thích nhất ở em này chính là tính năng đàm thoại hai chiều. Cuối cùng là nếu không thích quan sát nữa thì mình có thể chọn chức năng personal để tắt camera mà không cần phải rút dây điện. Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm bên dưới nha. Bye bye.